Nhân ngày cá tháng 4, chúng tôi xin kể cho các bạn nghe về những lời nói dối. Ở dưới nước, loài cá nói dối giỏi nhất chắc là cá mập. Còn ở trên bờ, loài người chính là loài nói dối giỏi nhất. Sau đây là một vài lời nói dối trong tình yêu. Sáng nay, anh ăn bún đậu với mắm tôm, rồi uống một cốc sữa. Bây giờ, anh đau bụng quá. Phải vào nhà nghỉ giải quyết gấp. Nếu không, chỉ một vài phút nữa thôi, anh sẽ cho lũ ruồi quanh đây phải húp cháo loãng. Đi với anh, cùng bảo vệ môi trường nào. Ui, hóa ra đây là kiến trúc nhà nghỉ à. Lần đầu tiên em được đến đây đấy. Thôi, anh đi vệ sinh đi, không lại đau bụng. Đấy là những lời nói dối trong tình yêu, còn đây là ở trong tình bạn. Bọn mình chơi nốt một trận thôi. Thắng hay thua, mình đều đi ngủ nhá. Người đàn ông này đã chơi điện tử đến 6 giờ sáng ngày hôm kia. Bây giờ tao khổ như chó. Mày có tiền cho tao vay, cuối năm tao trả. Một chú chó khi đến đường cùng mà được ai đó giúp đỡ, nó sẽ nhớ ơn người đấy đến suốt đời. Xin lỗi mày, tao không bao giờ cho chó vay tiền. Xin lỗi quý vị, đây là những lời nói thật, còn đây có lẽ mới là những lời nói dối. Xin lỗi mày, tao cũng không có tiền cho mày vay. Chúng ta vẫn là bạn chứ. Trên đời còn có những lời nói dối giúp con người giữ được thể diện. Thằng nào đánh rắm đấy? Đây là không gian chung thì phải giữ ý thức chứ. Lần sau đừng có mà ăn hột mít nữa. Tôi đi chơi, đi học, đi du lịch, chứ không phải đi đẻ. Những lời nói dối giúp ích nhất cho con người có lẽ phải kể đến trong y học. Bác sĩ ơi, có đau không ạ? Không đau đâu, chỉ như kiến đốt thôi. Dạ. Vị y sĩ đó đã không nói thật rằng đấy là kiến ba khoang. Và cũng có một số lời nói dối về những mũi tiêm khác. Thử một lần thôi, không nghiện được đâu. Tất cả những lời nói dối trên đều là những lời nói dối vụn vặt trong cuộc sống. Nhưng cũng có những lời nói dối mang tầm vóc lớn lao. Mẹ ăn no rồi, con ăn đi. Mẹ à, mẹ ở nhà yên tâm nhé. Con trên này vẫn còn tiền, không cần gửi gì lên đâu. Chắc hẳn trong cuộc đời này, ai cũng đã từng phải nói dối đến một lần. Nhưng sâu thẳm trong tim của mỗi người, chắc chẳng ai muốn nói dối cả. Xin chúc cho chúng ta sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc bằng cả những lời nói thật.